Huyện Bến Lức tổ chức đoàn đến kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện một số công trình dự án trên địa bàn. Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực có tổng mức đầu tư trên 43,4 tỷ đồng và trường tiểu học trung học cơ sở Võ Công Tồn tổng mức đầu tư trên 52,6 tỷ đồng. Hiện nay cả hai trường giá trị ước tính đạt trên 50% tổng khối lượng thực hiện đang được hoàn thiện để kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2024-2025. Về khu tái định cư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 3,55 ha, tổng kinh phí xây dựng là trên 90 tỷ đồng. Trong đó hạng mục san lấp mặt bằng đã hoàn thành khoảng 80%, ước tính tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 28%. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đoàn đề nghị các đơn vị thi công tập trung đảm bảo tiến độ các công trình theo kế hoạch, các ngành chuyên môn, chủ đầu tư theo sát nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo chất lượng.